Cách đây hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Minh đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Tổ Thích Ca, Tà Bà Giáo Chủ Liên Tòa Ngự An, hào quang chiếu diệu huy hoàng, mười phương ứng hóa muôn vàn kim thân. Thương đời xưa dáng nhược trần, tuyết sơn tìm đạo khổ tân muôn phần. Đạo thành phổ độ chúng dân, muôn loài nguyện gọi oai ơn đức ngài. Vô thượng chánh giác đạo khai, pháp luân thường chuyển khắp dày bốn châu. Nhân duyên thập nhị cao sâu, tứ đế bát chánh đạo màu diệu dương. Cùng là lục độ trơn thường, muôn vàn diệu hạnh giới hương diễn toàn. Luân hồi quả báo nghiệp oan, nhiệm màu giáo lý đạo tràng mở mang. Tam thừa phương tiện dẫn đàng, tùy duyên độ chúng mười phương khỏi nàn. Đồng nương bát nhã từ thoàn, vượt qua biển khổ đặng an niết bàn. Cao tăng đệ tử muôn ngàn, Bồ Tát duyên giác cùng hàng thanh văn. Tam thân tứ trí huệ căn, đạo hạnh viên mãi đồng đăng Phật tòa. Pháp truyền tự giác giác tha, độ mình độ thế rất là từ bi. Linh sơn thuyết pháp cao kỳ, chánh pháp nhãn tạng chân vi đạo thiền. Chân như diệu giác tâm nguyên, thật là chánh pháp Phật truyền muôn năm. Kim cang bát nhã chân tâm, vô thượng công đức thập thập diệu huyền. Pháp môn phương tiện vô biên, trong kinh luật luận chép biên rõ ràng. Cúi xin tất cả Như Lai độ trong thế giới hiện nay hòa bình, khiến cho thủy hỏa đao binh, tam tai bát nạn khổ hình giải tiêu. Hàng năm võ thuật phong điều, nhà an nước trị tiêu diêu làm nhà. Nguyện trong ba cõi nhân gian, chúng sinh đồng đẳng siêu thoát niết bàn. Đại nguyện tam bảo đạo tràng, nhờ ơn Phật tổ hiệp ban diệu huyền. Đạo tổ chánh giác hoàng tuyên, pháp môn vĩnh viễn rộng truyền khắp nơi. Độ người biển khỏi ánh hào quang khỏi ngày tơ la đa hình ta đời, mấy lại khen cười nhẹ loa đưa chân cho người. Chín vị long vương trên mây hân hoan đem mưa tươi, khắp muôn ngàn nơi nhân thiên họ reo mừng vui. Nắng vàng ban mai rơi ấm con tim cho nhân loài, tiếng nhạc hôm nay giải thoát bao nhiêu đọa đầy. Hé nụ hoa tiên ngàn năm tân hương thơm nhân ai sáng lên từ đây, tìm yêu trong tâm hồn loài. Hát thu hoan trà chân gian sáng loài, áo quang qua nhà trong chân tình. Dưỡng tụng lời kinh cầu chứng minh cho tâm thành, bước làm công mê bao lâu từ xa nơi chân thanh. Dưới chân ngục sâu vang lên lời Phật quang minh, cảm đạo từ bi nguyện kiếp kiếp xin cho thân quyết đền ơn sâu, dù phải đắng cay trăm phần. Địa
trần lao mà tầng kia không ta phán rơi anh lao vàng tội a lành tràn lan khắp nơi. Tâm Đức Phật từ bi vô lượng, thương muôn loài rải ánh từ quang. Nhìn con thơ lạc lối giữa trần gian, nên thương xót chỉ đàm giải thoát. Muôn việc thiện người lo tạo tác, về liên đài thập ác đừng nghi. Tâm từ bi tỏa ngát hương bay, tánh hỷ xả dung bồi hạnh đức. Nhẹ lá mưa chân cho người, chín vị lòng thương trên mây hân hoan em mưa tươi khắp muôn ngàn nơi, nhân thiên họ reo mừng vui, nắng vàng ban mai rơi ấm con tim cho nhân loài. Tiếng nhạc hôm nay giải thoát bao nhiêu loa đầy, hé nụ hoa thiên ngàn năm thơm hương thơm nhân ai sáng lên từ đây, tình yêu trong tâm muôn loài hát khúc hoan ca. Chứng minh cho tâm thành bước làn dòng mê bao lâu từ xa nơi chân tanh, dưới chân mùng sâu vang lên lời Phật quang minh. Cảm đạo từ bi nguyện kiếp kiếp xin cho thân cần, quyết đền ơn sâu dù phải đắng cay trăm phần. Tiến nhập trần lao mà tầm kia không sao phán rơi anh lao vàng soi an lành giang lan khắp nơi. Trong không khí liên hoan mừng đón Phật đản của đồng bào Phật tử của cả nước nói chung, nhà chùa cùng cán bộ nhân dân thôn Hóp nói riêng, được sự nhất trí của Ủy ban Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Phúc hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2019, tức ngày 11 tháng 4 năm Kỷ Sửu, nhà của chùa cùng toàn thể cán bộ nhân dân thu nhà có vòng hoa tươi, có nén nhang thơm về đây dâng lên vong linh các anh để tỏ lòng biết ơn đến các vị anh hùng của dân tộc và của thôn nhà đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người, noi theo tấm gương anh hùng của các cán bộ nhân dân thôn nhà. Xin hứa với vong linh của các anh sẽ ra sức phấn đấu xây dựng thôn nhà ngày một ổn định về chính trị kinh tế, ngày một phát triển, không phụ công sức của các anh đã hy sinh quên mình để có ngày hôm nay. Để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành độc lập hòa bình cho nhân dân, đề nghị toàn thể chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút nguyện bắt đầu. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Minh đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh nguyện cứu đời
Ấn Độ có thành Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Nhân Từ. Hãy
vàng. Đời đời Phật pháp trần gian lưu truyền, từ bi hỷ xã đại nguyện, chúng con kính tụng Phật Đà Thích Ca. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1553 và trong bức tôi xin thay mặt chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị và toàn thể dân một lời chúc sức khỏe và một lời chào chân trọng nhất. Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ Vũ Trưởng Sinh Linh Lịch Ly Cấu Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân Tỷ Gia Thành Lý Bất Tằng Sinh Sa La Thọ Gian Bất Tằng Diệt Bất Sanh Bất Diệt Lão Phù Đàng Nhân Trung Kháng Kiến Trùng Thiêm Tiết Kim Chiêu Chỉ Thị Tứ Ngoại Bác Tịnh Phạm Vương Sinh Tất Đạt, Phúng Thủy Cửu Long Thiên Ngoại Lai, Bổng Túc Liên Hoa Tùy Địa Pháp, Án Mô Ni Mô Ni, Tam Mô Ni Tá Phạm Hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Nguyên đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Minh đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tại thành phố Nam Định thật là có đại nhân duyên lành được tụ hội về bổn tự đây nhân ngày đại Phật. Chúng con thành tâm kính dâng lên Tam Bảo, tấm lòng thành cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy thân tâm thường là đạo Phật viên dung. Kính chúc các quý đạo hữu Phật tử cùng dân làng gia đình luôn luôn an khang thịnh vượng. Hôm nay các quý đạo hữu Phật tử hiện diện và các quý đạo hữu Phật tử không có điều kiện trực tiếp tới, thành tâm góp nhân lực vật lực cho chuyến hành hương của chúng con về dự đại lễ Phật đản tại trụ tổ đây được viên mãn. Con xin bác bạch để thầy chủ trì ân chiêm công đức cho các cụ đạo hữu tín đồ chúng con đứng tại điểm ạ. Kính thưa tất cả, kính bạch xin thầy chủ trì, kính thưa tất cả các quý vị tín đồ Phật tử, nhân đại lễ Phật lịch 2553 dương lịch 2009, hôm nay trong chốn trụ xứ đây, sư thầy cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Thì giờ này có các quý vị tín đồ Phật tử tại chốn tổ đình chùa Cả cũng về đây thành tâm có hương hoa lễ vật cung kính dâng lên cúng dường. Thay mặt cho nhà chùa, tôi xin được thành kính tri ân công đức quý vị tín đồ, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị được thân tâm thường lạc, thường lạc trong mùa Phật đản, quý vị được cát tường như ý. Kính chúc tất cả các quý vị Phật tử tín đồ trong mùa Phật đản được vô lượng cát tường, vô lượng an lạc, gia đình được hạnh phúc bình an. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể các Phật tử, để buổi lễ được bắt đầu, tôi xin mời các cụ cao niên của chùa trong làng lên dâng hương để được buổi lễ bắt đầu. Xin cho sự sống còn của đạo Pháp, các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì đại nghĩa dân tộc. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cùng các quý vị đại biểu và toàn thể tăng ni Phật tử an tọa. Chào mừng ngày Phật đản 2009 Phật lịch 2553. Và đến với chương trình ca nhạc, xin trọng kính mời quý vị và toàn thể nhân dân chúng ta hướng mắt về sân khấu của nhà chùa, đón nghe những tiết mục văn nghệ do các cháu trường mầm non xã Mỹ Hà trình bày. Và để mở đầu cho chương trình ca nhạc, xin trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hướng mắt về sân khấu, đón nghe một điệu múa để mang tên Nổi Trướng Lên do các cháu trường mầm non xã Mỹ Hà trình bày. Xin trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thank you.
Cách đây hơn 2.500 năm về trước, bên Ấn Độ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát Hộ Minh đã chuyển kiếp lâm phàm. Ngài đã tìm ra chân lý để dẫn dắt chúng sinh qua bờ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Đức Phật từ bi vô lượng, thương muôn loài rải ánh từ quang. Nhìn con thơ lạc lối giữa trần gian, nên thương xót chỉ đàn giải thoát. Muôn việc thiện người lo tạo tác, về liên đài thập ác đừng nghi. Tâm từ bi tỏa ngát hương bay, tánh hỷ xả dung bồn hạnh đức.